Sau đó em luôn xin được chào toàn thể các bác ạ. Và em xin được quay một video ngắn, có nghĩa là để khui hộp một đôi loa hàng mới xịn, hàng shop Lai Lưu, sản phẩm chưa được sử dụng tại Việt Nam các bác nhé. Đôi loa JBL STX825 và đôi loa này sẽ về thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ok chưa? Cảm giác đó là thực sự là rất là phấn khởi đúng không ạ? Các bác của anh em có nhu cầu muốn mua sắm những đôi loa đỉnh cao, cao cấp, đời cao của JB, hãy liên hệ trực tiếp cho em. Hiện tại em đang có đó là STX825 2340. Đây ạ. STX800 series các bác nhá. Và hiện tại em đang có đó là STX835, SGX725, 4733X các bác nhá, những đôi loa đỉnh cao. Vẫn còn ghim. Đấy, ok. Rồi, tuyệt vời chưa? Khui hộp cả nhà nhá. Hàng full shop. Đấy. Đẳng cấp đúng không ạ? Ui giời. Đấy, có tí có cái là phốp nó bụi ra. Đẳng cấp các bạn. Quá đẳng cấp. Nào, lên nào. Quả này nó nặng hình như là 55 hay là 60 kg. Đúng không ạ? Đó, các bác của anh em được xem cận cảnh em khui shop nhá. Đúng không ạ? Ok chưa? Quá đẹp luôn, đúng không ạ? Những đôi loa đẳng cấp, đỉnh của đỉnh, đỉnh cao các bác nhá. Đó, ok chưa? Được rồi, bây giờ em sẽ test cả nhà nhá. Rồi, ok, lên xe luôn các bác ạ. Đấy, lên xe luôn, xin lỗi các bác nhá. Không được test âm rồi đúng không ạ? Nhưng mà 825 thì âm thanh nó quá hay rồi cả nhà nhá. Đấy, các bác của anh em có thể xem một video em test âm, phần test âm của loa STX825. Loa mới tinh như báo cáo cả nhà là xe nhỏ đấy, một quả nữa. Để như này đúng rồi, để này đúng rồi. À, để úp mặt cũng được, được. Để úp mặt cho nó có chiều. Rồi. Báo cáo cả nhà là hôm qua em vừa về hai đôi xúc kép của B3 nhá. Có nhiều anh em chờ hàng của em đúng không ạ? Thì tí em sẽ quay vào review luôn. Giá của đôi xúc kép B3 là 23.500, bãi xịn, thương hiệu của Đức, thùng gỗ cả nhà nhá. Đấy đúng rồi, chính xác. Cho tí khanh nót một cái bìa ở giữa đúng không? Bác lái xe hộ em một chút, đúng rồi. Lên một chút, đấy. Chưa vào được rồi, quả kia lên một tí nữa. Báo cáo còn toàn thể các bác cùng cả nhà là tại sao đưa xe luôn ở trong nhà, em sẽ ghép cho anh một bộ. Úp cái mặt xuống, đúng rồi, úp mặt xuống. Rồi, đúng rồi, đưa đằng trước. Em sẽ ghép một bộ 20 triệu cho anh nữa. Đấy, nữa. Rồi, ok rồi, đút cho cái giấy vào giữa. Hoặc là miếng xốp ở trong đấy, đúng rồi, cho xé những cái gì ra, đấy. Rồi, tuyệt vời. Như này vừa rồi ạ, thoải mái ạ. Tí nữa em cho miếng xốp nữa. Không phải cháu ơi, cháu bóc những cái giày ra. Bóc cái giày ra để đút vào giữa, đấy. Anh ơi, để em lấy cho một cái xốp nữa. Đó, tuyệt vời, cảm ơn cả nhà nhá. Cả nhà cũng nhu cầu mua sẵn alo em nhá. Đây này, em báo cáo cả nhà này, đôi xúc kép B3 này. Đấy, hàng nhà em về cả nhà này, xúc kép B3 đây, thùng gỗ cả nhà nhá. Thùng giấy nó rẻ hơn 4 triệu. Thùng giấy rẻ hơn 4 triệu một đôi. Đấy, nhiều lúc các bác ôi chỗ kia bán có 21 triệu. Đấy, tại sao em bán 235 thì các bác lưu ý là thùng nó phải là thùng gỗ. Đấy, chứ mọi người không hiểu thùng gỗ đâu. Thùng gỗ, thùng giấy nó giống nhau, nhưng mà thùng gỗ báo cáo cả nhà là em lấy nước các bác ạ. Đấy. Lấy nước em đổ trực tiếp vào đây luôn, không ngại gì cả. Còn thùng giấy thì nó lở như gạo luôn các bạn. Đấy. Các bác nhá, thùng gỗ ạ. Mua nhanh bán nhanh đúng không ạ? Đây anh trai ở Bắc Giang về bỏ tí sẽ chở đôi loa 4 số 3 đường tiếng của B3, đôi 3415A thì em tin chắc là xe này sẽ không chở lỗi. Nói thật sự cả nhà luôn, một tạ một quả, hai quả hơn hai tạ không chở được. Đấy đúng rồi, để như thế Dương ơi, đúng rồi. Úp kích cái gì? Thế thì bây giờ lại đây lấy được thoải mái, không vấn đề gì cả. Để cái vắt cái đầu sang bên kia.
Rồi, thử xem nào. Vẫn không được. Thế từ từ nhá. Ok, cảm ơn cả nhà nhá.